Quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm YouTube trở lại vì tay mình đã hết đau rồi. Mình khá là thích đánh John. Nhờ John mà mình mới leo danh được lên danh vàng ấy. Thì mình đánh nó còn khá kém nên có gì thì anh em comment về dưới cho mình nhỉ. Rất là tìm mình hay này. Ok. Các bạn nào muốn kết bạn với mình thì cứ viết tên để mình tìm cho. Còn là mình thấy một điều kỳ lạ, nick mình là chưa ai tìm được nick mình. Quái kỳ lạ luôn. Ôi, bên team bạn có ở nước ngoài kìa. Natalia ấy. Tìm bạn hai pháp sư, một xạ thủ, một đỡ đòn, một với lại một đấu sĩ. Lâu thế nhỉ? Thì nhà mình nó hơi ổn nên là mọi người thông cảm. Lá cây nhỏ. Có sau 3 đứa tụ tập ở đường giữa này. Thôi, ba đứa tụ tập đánh con Natalia. Cứ đùa hả? Không là mò tót hắn đánh cho chậm, ngu người luôn. Mò tót thì là một đấu sĩ cũng rất là mạnh thì mình khá là ưa thích mò tót. Thôi tụi nó tụ tập được trên gớm đấy nhỉ, đông vãi. Tập hợp làm gì? Mò tót này chú thích mình à? Mình phải ăn cái con này đó. Thôi thì ai đánh John thì cũng hay ăn cái con này. Thằng mò tót đã ăn với con rùa rừng rợn rồi. Tức vãi. Với chủ. Xong rồi. Ta ra tạch rồi. Đây rùa rừng rợn. Để tao ăn con rùa cái đã mà. Quýnh nhau gì sớm thế. Mình còn chưa lên level 4. Ok, ăn con rùa rồi. Nhân này làm gì đây? Màu to nó cứ lạng vàng đấy sao nhỉ?
Đây lại hồi giờ cô. Hồi giờ để anh ăn. Cái lũ kia làm gì nhỉ? Ôi mẹ ơi. Đông vãi. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Phải lên hỗ trợ team mình thôi. Ôi, ôi vãi vãi. Vãi cả lát cái cả máy. Ôi Natalia gì á. Thấm thế. Anh em có thể thấy là đánh nhau rất là kinh khủng. Bọn này combat sớm vãi. Giật cả mình. Mà đứa nào hóa ra thằng lính. Xong. Mình đứng từ xa mình bắn bừa chết na vào lết. Hay vãi. Ăn rồng đi. Đây, ăn đi. Đi, ăn rồng đi. Rồi, rồi. Ôi, đúng lúc mình hết mana mới khốn đi. Tập hợp làm gì đây? Mình đã lên quỷ kiếm rồi thì hút máu. Ôi sao hết sạch năng lượng rồi này. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hết hết mana rồi, không biết là có cần được không. Siêu vị. Ôi. Thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thôi chết rồi, chết rồi. Ôi thầy à mấy anh chị ơi. Ôi cứu tao với Green Dog. Kinh vãi. Tụi nó quýnh nhau như điên ấy. Quýnh là mình luôn. Lúc đó tại mình hết mana rồi. Không chạy quá rất là tẻo. Mà con gà trận này và đánh tốt lắm. Kinh công ra kìa. Trụ đường kia sắp nát. Đeo danh mà cứ giết nhau như điên thế. Ôi 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 cái lũ này. Sao lừa vô bụi hết rồi. Đứng đây làm gì. Ăn cái công đây anh em. Ôi nồi nát trụ rồi. Nát trụ phòng thủ rồi. Trận này mình đánh kém quá. Gần chết. Ơ Natalia team bạn là hơi Việt à. Tập hợp ở đây này con lợn. Ăn kinh công đây anh em. Con kinh công à? Cứ thích đi combat nhỉ? Bò tốt. Ấy là tên nhà. Bình tĩnh. Thôi bắn tuyệt rồi. Trời ơi. Quả lúc nãy không nhắm. Ăn kinh công đi. Anh em tập hợp lại ăn kinh công đi.
chết rồi, cả team bạn. Team bạn đang ở đây. Đấy, bắn vào con ga đi, kia lag vai. Trời, vai lag. Lính đâu rồi, lên đi nào. Rồi, team mình đang ở đây rồi. Ăn kiến công đây anh em ơi. Đợi tí ăn rùa đã. Ăn con rơi làm gì? Buồn cười mấy thằng đứng ăn con rơi. Hãy ăn kinh công đi. Ôi, đừng có đùa chứ. Lại đây nào. Đi đâu hết rồi? Ba đứa ăn kinh công sao? Ơi Natalia đi bạn kìa. Trận này mình đánh thốn quá, kém vãi. À, vẫn chưa chết. Thằng này trâu quá. Ăn rồng đi. À quên, ăn tinh công đi. Vãi. Natila còn đi mau, mình bắn cho phát chết luôn. Vãi kìa. Rồi rồi, biết rồi. Rồi dần. Mình sẽ ăn của người đó. Trận đấu này lâu vãi kìa. Ôi sao chạy vào đây rồi. Rồi tìm đường lại. Bắn. Quýnh lên trận. Chạy à con. Em chạy đi đâu? Chạy lên thiên đàng. À vẫn còn trốn. Giết nhau kinh thế. Tao vừa ăn rồng à.
Từ từ bày gan đi. Nên đẩy trụ đây. Natalia vẫn đang đứng canh trụ. Trụ gần nát rồi còn đứng canh. Ôi trời, rồi nát trụ rồi. Ui, chạy đâu? Ôi mẹ ơi. Ôi thầy đọc ơ à. Vậy căng thẳng phết. Trận này không phân thắng bại luôn. Bên nhưng mà bên mình nát ra. Ui mẹ ơi. Tụi nó ứng nhau như điên này. Rồi ôi. Vô trụ cả lũ rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi lát vãi. Mình đứng canh cái trụ này. Chạy đâu Violet. Ăn bộ kinh công đây anh em ơi. Đi. Đi ăn bộ kinh công đây. Ok và đi mình đã đi ăn cửa kinh công. Đánh. Kìa. Ui giời. Không sao hết, mình có kỷ kiếm. Lên đây anh em. Có bùa rồi sợ gì nữa. Lên luôn. Fire. Mò tốt. Mò tốt. Mò tốt chạy đâu. Mở gan ra chạy đâu. Ôi ôi mình đang bị trụ bắn. Thấm quá. Rồi nát trụ luôn. Rồi. Trận này đồng đội của mình đánh rất là tốt. Còn mình thì đánh rất là ngu người. Ở cốt gì thì anh em thông cảm. Tập sau mình sẽ làm đánh tốt hơn. Cốt gì tập sau mình sẽ đánh tốt hơn nhé. Kém quá. Ok bye bye.